chánh xứ, quý cha đồng tế, thầy phụ tế, quý ông bà cố, quý ông bà và anh chị em. Con xin thay mặt cho ban chấp hành cộng đoàn Thánh Phêrô Thất-xin xin chân thành cảm ơn quý cha đã đến hiệp dân thánh lễ để chúc mừng tân linh mục Đa Minh Nguyễn Việt Bình. Xin chúng ta cho tân linh mục một tràng. Và cùng chung vui trong niềm hồng ân này, xin chúc mừng đến hai ông bà cố Nguyễn Việt Hòa là thân phụ mẫu của tân linh mục, và ông bà cố Nguyễn Văn Nhàn là bác ruột của tân linh mục và đại gia đình hiện diện hôm nay. Thật là một niềm vui và vinh dự cho cộng đoàn của chúng con được quý cha đến đồng tế, và cảm ơn cha Phi Long đã cho chúng con một bài giảng. Cha luôn làm chọn cái công việc phục vụ để hạt giống tin mừng của cha luôn triển nở trong cánh đồng truyền giáo, cũng như đem tin mừng đến cho tất cả mọi người. Và trong tâm tình quý mến, cộng đoàn chúng con có một món quà kính biếu đến tân linh mục. Xin cha vui lòng nhận nơi đây tấm lòng thành của cộng đoàn chúng con. Xin mời tân linh mục. Sắp tới đây vào tháng 8 thì Đức Thánh Cha Francis
Zealand nhân dịp đại hội quốc tế thể tổ chức tại Zealand và anh ta sắp tới đây. Còn một trong những lý do mà ngài chọn đất nước Iceland rất là mềm để tổ chức đại hội quốc tế và chính là ngài muốn nâng cái đời sống giáo hội đất nước Iceland lên.